Dạ, lời nói đầu tiên Kim Tiểu Long về quê nhà xin kính chào bà con cô bác lời chào thân thương trên đồng nhất à. Hôm nay bà con có vui không? Vui thì bước ra sao không vỗ tay cho thật lớn coi nào bà con ơi. Dạ đúng rồi. Nhân dịp Kim Tiểu Long về nước lần này, không phải những là lần này hay là tất cả những lần tới nữa, Long xin thưa với tất cả như là bà con cô bác cũng như là huyện nhà của mình, như là anh nè, chú đã tạo điều kiện cho Kim Tiểu Long về quê hương của mình là để có một cái tấm lòng giúp đỡ cho bà con, chia sẻ mà ông bà mình nói, ông bà sư mình nói là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bởi vì đây là cái hạnh nguyện của mẹ và ba của Kim Tiểu Long trước khi qua đời. Lúc nào má Kim Tiểu Long còn sống á, má Kim Tiểu Long nói là con ơi, thỉnh thoảng con về quê, con nhớ là con làm được có thì con nhớ con mua gạo con cho bà con quê mình ăn với con. Bà con quê mình khổ lắm. Vì vậy Long nhớ lời của mẹ của mình, ba của mình dặn, cho nên đi đâu và có làm gì đi nữa thì Long sẽ một năm hay là vài tháng cũng cầu trời cầu Phật để cho Long làm ăn được. Không phải là một lần này, mà trong cái hạnh nguyện của Long từ ba mẹ cho tới ba mẹ căn dặn cho tới hiện tại, cho tới hiện tại bây giờ, hạnh nguyện của Long là nếu không phải riêng gì quê hương của chúng ta tại Dụng Liêm, mà nếu mà ở một nơi nào đó khi cần có mặt của Long thì Long sẽ xuất hiện bằng một cái tấm lòng của mình, là với sức lao động của mình có bao nhiêu thì mình chia sẻ bấy nhiêu. Đó là như vậy. Cho nên là Long nguyện từ đây cho tới về già, cho tới ngày mà Long bỏ xác Long đi, không biết đi về hướng nào, nhưng mà bỏ xác đi là có nghĩa là thăng thiên á, là về trời á. Có nghĩa là Long bỏ cái xác này, Long nguyện làm được lúc nào làm được thì Long sẽ chia sẻ, Long sẽ bỏ ra chia sẻ, và Long lúc nào cũng đi phát gạo, phát quà từ thiện cho tất cả bà con cô bác. Vì đây là theo cái tâm nguyện của ba mẹ mình và ông bà cụ Huyền Thất Tổ của mình, và luôn cả tâm nguyện của bản thân của Long cũng vậy. Không chỉ riêng ở quê hương Dụng Liêm, xã Trung Thành Tây, huyện Dụng Liêm, tỉnh Vĩnh Long của chúng ta, tại quê nhà của chúng ta, mà Long sắp tới chỗ nào khi cần Long, bằng một sức lao động nhỏ của mình, Long sẽ chia sẻ hết cho bà con. Long làm được thí dụ như là 10, Long sẽ bỏ ra 3 phần. Thí dụ như là 3 phần sẽ chia sẻ cho bà con cô bác, 3 phần đó Long sẽ chia sẻ lại cho gia đình của mình, anh chị em của mình, còn 3 phần còn lại Long dự trữ còn lại để cho Long về già, Long có một cái chút tịnh tài để nuôi con nuôi cháu của mình nữa. Để sau này lỡ mà Long không có đi hát được, Long có khổ thì Long cũng có một chút gạo mà Long ăn. Phải không bà con? Dạ. Thương quá vậy nè. Bà ngồi đây con hỏi cái bà mặc cái gì hồi đang ngồi đó biết không? Dạ. Dạ. Rồi thì hôm nay là một năm mới mà Long về, Long ở Dũng Liêm mình tạo điều kiện cho Long vừa hết dịch là Long được về nước. Long được về nước và Long làm một cái chương trình như thế này nè, rất là ý nghĩa mà Long rất là vui. Vui là bởi vì do nơi là gặp lại bà con tại quê hương của mình. Đây là tất cả những ông bà cô bác của mình không hà, dòng họ của mình không hà. Cho nên Long hạnh phúc lắm. Cho nên bà con cô bác cứ yên tâm nha. Một năm hay là 2 tháng, 3 tháng gì bà con cứ nguyện với trời với Phật đi. Ha, Long hát được nhiều tiền thì Long làm được nhiều. Còn Long hát được ít là Long cũng làm được ít. Cho nên đây là cái lòng của Long gửi đến bà con cô bác tại quê nhà, trong đó có dòng họ nội ngoại của Long tại nơi chỗ này, ông bà cô bác. Vì vậy năm mới chúc cho bà con cô bác được an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài và tràn đầy hạnh phúc. Trước khi Long không quên cảm ơn tất cả những là ông bà cô bác, cũng như là trong đó có những anh em của Long, có những người chơi thân, có những người bạn đã chung tay với Long trong một cái buổi chương trình từ thiện này. Mặc dù đó là một cái phần quà, góp phần nho nhỏ, một cái sức lao động của tất cả các anh chị, các cô, các chú đã cùng nhau với Kim Tiểu Long mà trở nên một cái chương trình như thế này. Người ta nói, ông bà mình nói là một cây làm chẩm nên non, mà 3 cây chụm lại thì thành nguyên một cái hòn núi cao. Vì vậy mỗi khi mà Long làm cái gì, Long muốn chia sẻ cái công đức này cho mọi người. Đó có những người thân của Kim Tiểu Long, đó là bà ngoại đó là bà ngoại Trần Quỳnh, đó là mẹ vợ của Kim Tiểu Long, đó là bà ngoại của Kim Đại Phước, là con của Kim Tiểu Long ở bên Mỹ á.
cũng chia sẻ một phần nhỏ nhỏ. Người thứ hai đó là Ken Vi Nguyễn ở USA cũng chung tay, và chị nghệ sĩ Phương Hồng Thủy cũng cho một chút quà chung tay với Long. Em gái Trinh là mỹ phẩm ở Thủ Đức, có cô Năm Cắt Tiền cũng chung tay với Long một phần quà nhỏ nhỏ. Cháu của Kim Tiểu Long đó là ca sĩ Zaka, và hai đứa là Zaka và Lưu Hưng cũng chung tay mua gạo với Kim Tiểu Long. Người thứ sáu đó là hai vợ chồng thằng Trương Vinh, đó là thằng Trội. Hai vợ chồng thằng Trội nó đẻ thằng con, mới đẻ thằng con đặt tên thằng Lũi. Bà con cô bác coi độc chiêu không? Tết nhất mà em đi hát, em giao thừa, em chạy show trên xe của em, con của bà đầu chị thứ sáu thì nó tên thằng Trụi. Em là tên Long không nói đúng không? Con Út nó đặt tên thằng Trọc. 30 Tết giao thừa em đi hát, trên xe của em tên Long, trên xe của em thằng Trọc với thằng Trụi. Em đi em chạy show em bị bể bánh xe. Em nói thôi năm sau các con đừng theo cậu nữa nha. Long rồi mà còn Trọc với Trụi nữa, làm ăn sao được, đúng không? Cho nên là hai vợ chồng thằng cu Trụi cũng chung tay vô. Rồi hai người, một người em với một người anh, nhà tạo mẫu Tóc Túng Hà Lan cũng có một tịnh tài nho nhỏ để phát gạo cho bà con cô bác. Và một người em gái nữa đó là em Khuyên Muội Muội của Kim Tiểu Long. Rồi cảm ơn tất cả những nhà mà cùng chung tay với Kim Tiểu Long nha. Rồi chúc cho mọi người nhiều sức khỏe, A Di Đà Phật. Và tôi còn một người nữa, đó là ông anh của tôi đâu rồi? Anh Năm ra đây. Anh Năm cũng hai anh em đi hát. Mà quý vị biết đó, là một thằng tên Tùng, một thằng tên Kép. Rồi em á tên là lọt qua lọt lại, lọt tới lọt lương. Trời ông cho em có nghệ danh là Kim Tiểu Long. Còn ông này á thì ông thứ năm á là ông tên là, hồi đó ông tên là Châu Tướng, nhưng mà cuối cùng ông lọt tới lọt lui là tên là Vương Tiểu Long. Cuộc đời nhà Long nhiều quá. Sao ông vỗ tay vậy? Dạ cảm ơn rất là nhiều. Hai anh em cùng nhau làm những cái chương trình thiện nguyện từ thiện. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta thì cuộc sống bây giờ rất là ngắn ngủi rồi bà con ơi. Cho nên là Long và anh Năm của mình cứ hai anh em cứ tâm sự với nhau về Phật Pháp. Bởi vì bây giờ hai anh em ăn chay trường luôn rồi, không còn ăn mặn nữa. Ảnh thì ăn trước Long, ảnh ăn 5, 6, 7 năm rồi. Long vừa rồi Long cũng đi đu theo, Long ăn cũng được năm mấy. Nhưng mà phát nguyện là từ đây về sau không ăn mặn nữa, không sát sanh nữa, không hại vật nữa. Bởi vì mình ăn mặn mình còn nợ thịt, nợ máu của chúng sanh, cho nên không muốn ăn nữa. Tới lúc phải là không sát sanh, không hại vật, rồi làm những việc thiện, làm được bao nhiêu có tiền phát gạo phát quà cho bà con cô bác, không những nơi Vũng Liêm mà những nơi khác. Anh phát biểu cho bà con cô bác vài tiếng. Xin cảm ơn, cảm ơn ban lãnh đạo của xã cũng như là tất cả anh em nghệ sĩ từ thành phố đã lặn lội về đây, cũng như là không quên cảm ơn người em của mình đã rất là nhiệt huyết để làm cái chương trình từ thiện này. Và Vương Tiểu Long cũng thay mặt cho gia đình xin cảm ơn tất cả những bà con thân thương của chúng ta đã không quản ngại để lặn lội đến nơi đây nhận một phần quà. Biết rằng phần quà rất là nhỏ nhỏ, nhưng đây là tình thương của con người đối với nhau, cũng như là tình thương của quê hương chúng ta. Vương Tiểu Long xin thay mặt cho gia đình xin cảm ơn tất cả các cấp lãnh đạo của địa phương, cũng như cảm ơn toàn thể bà con cô bác đã có mặt ở nơi đây. Xin chúc cho bà con cô bác lúc nào cũng thân an tâm lạc và luôn luôn sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thành thật cảm ơn. Cảm ơn anh Nam. Em kêu bằng thầy Nam. Rồi bây giờ là em quên, hồi nãy còn sót một người nữa là cùng chung tay với Kim Tiểu Long, đó là em Thảo Công An ở quận Tân Bình, ở thành phố Hồ Chí Minh. Giờ bây giờ là thôi thì chương trình đến đây là Nguyễn Bình Tân. Bây giờ Long nhường sân khấu lại cho tất cả các ca sĩ. Bây giờ mời MC Lý Triệu Dân, em giờ em uống miếng nước rồi em sẽ hát cho bà con nghe nha. Tạm biệt, chúc quay lại. Cảm ơn phần phát biểu của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long cũng như là sự xuất hiện của nghệ sĩ Vương Tiểu Long. Thưa tất cả bà con, xuất hiện sân khấu của chúng ta ngay bây giờ
thì lúc đầu á là chúng ta vừa đến với bài Chúc Phúc với tiếng hát của ca sĩ là Huỳnh Bảo Sơn. Còn bây giờ chắc chắn bà con của chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay thật là lớn, bởi vì đến với sân khấu của chúng ta bây giờ là một ca sĩ cực kỳ nổi tiếng. Không chỉ là một ca sĩ được yêu mến trên các sân khấu ở hải ngoại, mà mỗi khi cô gái này về Việt Nam, dường như khán giả luôn trông chờ. Trông chờ bởi vì để xem cô gái của chúng ta xinh đẹp như thế nào, và đặc biệt hơn nữa là giọng hát ngọt ngào của cô khi thể hiện những ca khúc mang âm hưởng dân ca, những ca khúc trữ tình luôn được nhiều khán giả yêu thích. Giờ đây, Triệu Dân xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón phần trình diễn của ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, đó là Cát Tuyền. Xin quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Cảm ơn Triệu Dân. Lần đầu tiên cho phép Cát Tuyền xin được kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn trẻ tại địa phương ngày hôm nay đến rất là đông đủ. Nhân cái dịp anh Long về thăm quê hương, đây là lần đầu tiên Cát Tuyền mới về quê của anh Long thôi. Tuyền với anh Long ở bên Mỹ cũng được hơn 10 năm rồi, hai cái nhà cũng gần nhau. Chơi bên Mỹ thân hơn chơi ở Việt Nam nha. Tại vì ở Việt Nam thì về đây hình như ai cũng phải đi hát hàng đêm, ít gặp nhau lắm. Nhưng mà bên Mỹ là chỉ hát cuối tuần, cho nên là ngày thường anh em sinh hoạt với nhau mới biết rằng là Long rất là thích làm từ thiện. Không phải làm riêng từ thiện ở quê hương mình không, mà tất cả những cái show từ thiện nào bên Mỹ cũng đều có Kim Tử Long và Cát Tuyền hỗ trợ phía sau hết. Cho nên ngày hôm nay trước khi mà về quê ăn Tết thì Cát Tuyền cũng chuẩn bị một bài hát để gửi tặng các cô chú ở tại đây. Một bài hát như một lời thông điệp cầu chúc xuân. Mặc dù chúng ta còn tháng Giêng nhưng mà vẫn còn Tết nha quý vị. Một ca khúc nhạc sĩ Cao Minh Thu được mang tên là Tết Miền Tây. Mời tất cả mọi người cùng được nghe. Thank you.
Và là một bài xuân nữa, tại vì Lý Trường Dân lúc nãy bên trong nó nghe có ai hát nhạc xuân không, cái tiền giơ tay lên liền. Lại vì bây giờ tháng giêng là tháng mùa xuân, các tiền sẽ gửi tặng một bài hát nhạc xuân nữa tặng cho những ai ở phương xa mà không được về thăm quê. Ngày hôm nay các tiền đã được về tỉnh Hà Yên rồi, thấy bà con vẫn còn ở tại nơi đây nghe những ca khúc xuân để chúc mừng năm mới, thì được nghe một ca khúc nữa tặng cho những người ở phương xa không được về quê đón Tết của mình. Ca khúc được mang tên Ngày Xuân Hỏi Thăm Nhau. Bài hát này các tiền sẽ hát chung với ca sĩ Khánh Nguyên. Vỗ tay lớn lên cho ca sĩ Nguyên quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn rất nhiều. Vâng, lời đầu tiên thì Khánh Nguyên đến quý vị có mặt trong buổi tiệc chiều ngày hôm nay, lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương và chân trọng nhất. Và chúc quý vị có một năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Xin cảm ơn. Một hồi nếu còn thời gian, các tiền với Khánh Nguyên sẽ trở lại sau phục vụ của tất cả mọi người. Mong muốn rằng tất cả quý vị sẽ đón một mùa xuân thật vui tươi tại cái chương trình từ thiện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị. I love you. Cảm ơn hai chồng cô Năm. Thưa tất cả quý vị, còn bây giờ là sự xuất hiện của gương mặt mà quý vị rất là yêu mến trong buổi tối, chiều tối ngày hôm nay. Đó là sự xuất hiện của Kim Tiểu Long.
như thế này nha, Long muốn bà con cô bác mình đó là mỗi lần ca sĩ xuất hiện đó là mình vỗ tay cho thật lớn. Bởi vì sao? Ở đây mình có quay phim, cho nên là những cái phút phim này mình lên trên YouTube á, cho nên là cả thế giới người ta coi luôn. Cho nên là mỗi lần giới thiệu, dạ, chụp đi. À, mỗi lần giới thiệu là ca sĩ nào hát xong mình vỗ tay mình la làng lên giống như mình coi ở trong băng đĩa của Thúy Nga với Aisha vậy nha. Được không? 1, 2, 3 làm cử chỉ hành động đẹp cho tụi con ơi. 1, 2, 3 vỗ tay. Đó, đó như vậy đó, mà la làng lên nữa thì càng tốt. Trời ơi, ổng mê coi hát mà ổng làm âm thanh ổng quên chỉnh luôn rồi kìa. Từ đâu lại? Rồi bây giờ Long sẽ hát một bài hát mà tác giả Võ Đảm đã viết độc quyền cho Kim Tử Long, viết về bài hát về cuộc đời của mình luôn. À, tại quê hương luôn, coi nó đi hát như thế nào nha. Thằng con trai Út, vỗ tay bà con ơi. Yeah. Bà con ơi, em đi về Vũng Liêm chơi nha. Tết nhất tới nơi rồi, về quê ăn Tết. Mỗi lần mà đi về quê em ngày xưa đó là đường đi rất là trơn trượt. Muốn đi qua sông Vũng Liêm thì phải qua đò. Hồi đó ông hay hò chèo đò, rồi bây giờ không có chèo đò nữa, là bây giờ là đi cầu rồi. Cho nên là về quê ăn Tết lớn bà con ơi. Tôi đây chính là con trai ông là con cưng nha, quanh năm không đồng ta mong chân, chỉ lo hôm thành một ngày được thành dân. Tôi đây chính là con trai ông, dễ thương tánh tình lại thẳng ngay. Quê tôi có cánh có vai có đồng lúa chính đang tinh phố xa. Chào đợi điện. Mấy lệnh đội trọng đen.
trong khi chờ đợi điện, con lại con phát quà cho người ta lần dần dần cho những người đây. Lấy cái lo chuỗi, lấy cái lo, lấy cái lo chậm lấy cái lại sao lấy cái lo á. Tạm biệt tất cả mọi người nha. Coi như là hôm nay là mình phát gạo cho bà con ở Vũng Liêm, cho nên là một buổi phát gạo đầu năm cho bà con cô bác, chia sẻ một miếng quà nho nhỏ đầu năm Tết tại quê nhà. Cho nên là bà con đang đứng đây chờ chờ để lãnh quà. Bà con đang đứng rồi. Mình cho người già trước ha cậu ha. Không biết. Đưa đi. Người ta ồn mừng mừng. Đưa đi, đưa đi. Có con nhỏ nha. Con gái cho có con nhỏ ở nhà. Con nó dậy trước xin bà lại coi. Bác cho người lớn trước đi ha. Đúng rồi, đây chị thấy già cái chị lấy cái gì một gia như tôi. Phát người lớn cho người già về trước. Nên cần thiết rồi. Cái này mình phải coi nha. Đó, đây anh hai, đây hai cháu, dạ. Anh ca và Lưu Hưng, hai đứa giống nhau vậy. Có gương mặt giống nhau á. Dạ. Hả là gương mặt phu thê đó. Hả? Tình thương phu thê chứ. Cặp sóng thần ở đảo Tonga đó. Đúng bị bung lên một cái, giật lên một cái rồi đó. Để trôi dạt qua anh đây. Trôi dạt qua anh đây. Sống dứt dai với chú. Sao buồn vậy chú? Dần dần sao sửa điện được không?
Tắt máy lạnh trong phòng anh đi, tắt mấy máy lạnh hết đi. Tắt rồi. Tắt chưa? Dạ. Để chị đâu? Tất cả mọi người có đầy đủ, có má sao Huy Lâm, ca sĩ Trương Nghi Du, Phong Sử, Lý Diệu Dân. Rồi. Bây giờ chạy qua bên con đèo, qua con đèo mượn chiếc xe đi, bên đây không hiểm xe ra được. Làm vụ gì? Đi mua thuốc uống cho ngầu. Ê, bị gì? Trời ơi, nó gọc con Giang, nó bị cục máu rồi. Đang hát con làm tự nhiên nè. Không ơi, thầy ơi. Ơi. Rồi, hát lo này luôn đi. Thôi tạm biệt bà con nha. Con. Có hát tới tối không vậy? Dạ có. Dạ. Dạ dạ dạ. Lộ khó tan các bạn. Đó bà con ngợi nè. Okay. Ok, thôi tạm biệt mọi người nha. Em làm việc chút xíu nha cả nhà nha. Coi nhiêu đây thôi nha.